như cái lý của đạo mình tập. Cái lý của đạo là cái lý không tham sân si, cho nên vì vậy mà chúng ta như cái lý không tham sân si mà ta ý. Còn ta ý là trước cái đối tượng gì đó mà chúng ta tác ý cái đối tượng đó để chúng ta tư duy quán sát cái đối tượng đó thì gọi là tác ý. Cái trong cái vấn đề mà danh từ thì chúng ta rất là khó hiểu, nhưng cái như lý tác ý nó là đầu tiên là chúng ta đi vào cái phương pháp này nói là một các tôn giáo cũng đều hóa giải cái phương pháp đầu tiên như lý tác ý, đó là cái phương pháp thực hiện thể. Nhưng đạo Phật nó không dừng lại ở chỗ thực hiện thể mà nó biết xa hơn nữa, cho nên nó đi tới cái phương pháp tứ niệm xứ để nó thực hiện được cái tâm lực của nó. Cho nên từ cái phương pháp thực hiện thể cũng như lý tác ý nó biến thành trở thành một cái niệm lực của nó. Cho nên trong đạo Phật có ngũ lực, ngũ lực của nó tức là niệm tức là tính lực là một cái đạo của chúng ta, rồi niệm lực, rồi định lực, rồi huệ lực, rồi tánh lực, tính lực, tánh lực, rồi niệm lực, định lực, rồi huệ lực, đó là ngũ lực của đạo Phật. Mỗi cái lực thì Đức Phật cũng đã xác định chúng ta biết mỗi cái pháp môn để chúng ta tu hành. Vì vậy mà cái pháp như lý tác ý nó nhằm để giúp chúng ta có đạt được những cái lực đó. Cho nên muốn đạt được ngũ lực thì phải dùng cái như lý tác ý, chứ không thể nào mà khác hơn. Vì cái như lý tác ý là nó nhằm giúp cho tâm chúng ta trở thành một cái lực. Đầu tiên thì chúng ta thấy rất rõ ràng là một người mà mới có tự kỷ ác thị thôi, chúng ta vẫn tìm thấy cái lực của nó cũng có những cái đặc biệt màu nhiệm. Nhưng mà sau cái thời gian chúng ta tu đúng theo pháp của Phật từ cái lý tiến cần thì nó còn ở trên cái pháp lý tiến cần thì nó còn ở trên cái tự kỷ ác thị. Nhưng mà sau khi mà bước qua cái giai đoạn thứ hai á thì nó tứ niệm xứ á thì nó không còn cái pháp tự kỷ ác thị nữa mà nó trở thành cái nội lực của tâm của chúng ta. Cho nên nó đi dần từ cái chỗ tính lực và lòng tin của chúng ta thì Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết có lòng tin đó thì chúng ta mới thực hiện cái phương pháp nó gọi là tính lực, thì Đức Phật gọi là tứ bất hoại tịnh. Tứ bất hoại tịnh là bốn cái pháp làm cho thân tâm của chúng ta thanh tịnh, không có hoại gì thì thanh tịnh, đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới và niệm thiên. Niệm thiên có nghĩa là niệm, người ta nói là chữ thiên là trời, nhưng sự thật chữ thiên đây là niệm các cái pháp thiền mà thôi. Nó làm cách thức mà chúng ta trong cái tứ bất hoại tịnh đó, nếu một cái người mà thực hiện sống đúng như Phật, sống đúng như pháp, sống đúng như giới, sống đúng như tánh tăng, sống đúng như các vị thiên, thì cái người đó không bao giờ hoại sự thanh tịnh, không bao giờ hoại sự thanh tịnh trong thân tâm của họ. Đó là tứ bất hoại tịnh. Tứ bất hoại tịnh tức là tính lực, tính lực tức là Đức Phật xác định cho chúng ta biết là tứ chánh cần, bốn cái điều mà cần siêng năng mà tu tập, đó là tánh lực. Cho nên cái người mà siêng năng tu tập thì nó đang hàng ngày nó ác diệt ác sanh thiện tâm tưởng thiện, thì đó là một cái người mà siêng năng như vậy thì cái đó gọi là tánh lực, khi sẽ có cái sức lực mà siêng năng tu tập như vậy thì phải dùng cái pháp như lý tác ý thì nó mới có cái lực của nó. Nếu mà không có pháp như lý thì không có cái lực như nó. Ví dụ như chúng ta muốn cái tâm chúng ta tính lực, tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin giới, mà muốn tin được như vậy thì chúng ta cũng phải dùng cái pháp như lý tác ý. Mà pháp như lý tác ý nó mới giúp chúng ta có cái tinh tấn. Nếu mà một khi mà chúng ta tin Phật thì chúng ta không tìm ở trong cái sự giải thoát của Phật thì chúng ta không tin. Bây giờ một cái pháp nào rất hay mà chúng ta tu thấy kết quả thì cái pháp đó chúng ta cũng sẽ mất cái niềm tin đó. Còn chúng ta tu một cái pháp mà chúng ta thấy có kết quả thì buộc lòng chúng ta không muốn tin, nó cũng không phải tin, vì kết quả là bảo đảm cái sự tin của chúng ta, cho nên nó là tính lực. Mà nếu muốn tin như vậy, muốn tin như Phật như vậy, thì trước tiên chúng ta tư duy suy nghĩ và mỗi hành động chúng ta thấy rõ ràng là cái sự sống của Đức Phật hoàn toàn là có sự giải thoát, nó làm cho tâm thanh tịnh, thân khả năng là vô sự. Cho nên chúng ta phải sống như Phật, thì tâm Phật như thế nào thì tâm ta phải sống như vậy. Phật sống như thế nào chúng ta cố gắng làm như thế ấy, thì trong khi chúng ta làm chúng ta thấy có một kết quả. Ví dụ như Phật người ta chửi không giận, mình bây giờ mình tập sống như Phật, ai chửi mình không giận thì do đó mình truy tìm cho được Phật, mình sống không giận tức là giống như Phật. Cho nên vì vậy cái lòng tin của mình nó không bị hoại diệt, cho nên nó gọi là tướng bất hoại tịnh.
đó là cái muốn được như vậy thì thường xuyên phải tác ý. Phải tác ý như thế nào? Ta phải sống như Phật, phải làm như Phật, phải ăn như Phật, phải đi như Phật, phải ngủ như Phật. Cách thức tất cả mọi cái chúng ta làm như vậy, làm y như Phật như vậy gọi là niệm Phật, chứ không phải niệm hồng danh của Phật gọi là niệm Phật. Mà đây là chúng ta tư duy suy nghĩ, tư duy suy nghĩ niệm, có nghĩa là tư duy suy nghĩ Phật sống như thế nào, chúng ta làm như thế đấy. Và thường ngày ta thấy mà mình phải sống như Phật, phải làm như Phật, phải suy nghĩ như Phật, phải ăn như Phật, phải ăn mặc như Phật, phải đi như Phật. Cách thức chúng ta nhắc nhở chúng ta vậy, cho nên vì vậy mà hành động chúng ta sẽ sống như Phật. Vì vậy sống như Phật như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có sự giải thoát. Cho nên cái niềm tin đó không bị hoài nhiệt mà nó cứu được mình hết. Đó hôm nay như vậy là mới vào đầu chúng ta dẫn tu cái pháp như lý tác ý. Như lý tác ý bởi vì Phật sống không sân, không phiền não, và cái ngày một bữa chúng ta cũng tập như vậy, rồi nhắc tâm chúng ta như vậy, cho nên chúng ta không có lầm lỗi nữa. Thay vì sáng chúng ta muốn ăn, chúng ta nói Phật lúc đó ăn sáng, cho nên chúng ta tác ý đó, đó là như chúng tác ý đó. Rồi bây giờ chúng ta không bình thường thì chúng ta tác ý phải sống như Phật, phải làm như Phật, ăn như Phật. Thì bây giờ cái tâm nó khởi ra, đã nói sống như Phật, ăn như Phật, làm như Phật, bây giờ sao còn thèm ăn. Thì do đó chúng ta chỉ cần tác ý như vậy, chỉ cần như lý tác ý như vậy thì chúng ta sẽ chấm dứt lại ngay liền, không làm sai cái điều mà như Phật. Và do đó cuối cùng thì chúng ta được thành tựu. Đó là cái thứ mà chúng ta, cái pháp như lý giúp chúng ta tu tới lúc quá kết mà chúng ta được thấy đến tứ chánh cần ngăn ái gì cả. Hàng ngày chúng ta nhắc nhở tâm mình vì cái pháp như lý tác ý, tâm như cục đất không có tham sân si. Do đó chúng ta nhắc như vậy đến khi mà tâm nó thuần thục, thì lúc bây giờ có một cái đối tượng là chúng ta chứa ngại pháp, ngay đó tâm chúng ta liền nhắc chúng ta liền tâm như cục đất không tham sân si. Thế mà bây giờ mày còn sân nữa sao? Do đó tâm hết sân liền tức khắc. Như vậy gọi là như lý tác ý, nó có ích lợi rất lớn và cụ thể. Đó là chúng ta tu tứ chánh cần. Đến tứ niệm xứ thì chúng ta cũng vẫn còn tu pháp đó. Như vậy là cuối cùng thì trên cái pháp tứ niệm xứ nó trở thành tác ý, chứ không còn cả như không còn như lý tác ý nữa. Tại sao vậy? Bây giờ trong tứ niệm xứ là chúng ta ngồi để quét bốn chỗ thân tọa tâm pháp, chúng ta không còn chướng ngại pháp. Cho nên khi đó bắt đầu chúng ta thấy có một chướng ngại trên thân chúng ta. Ví dụ như bây giờ trên thân có cái sự đau nhức nào đó, chúng ta nói họ là vô thường, không có đau nhức trên thân ta nữa. Ví dụ tác ý như vậy thì lúc bây giờ cái pháp như lý tác ý nó trở thành tác ý, không còn là như lý tác ý nữa. Như cái lý, ví dụ bây giờ tâm thì không có tham, không có sân si, thì nó tâm cục đất không tham sân si, đó là như cái lý không tham sân si mà tác ý ra, gọi là như lý tác ý. Còn bây giờ trong tâm thầy nó có một cái chướng ngại, cho nên thầy tác ý là trong thân thầy có cái chướng ngại thì tác ý đuổi nó đi, thì cái đó là tác ý của những cái pháp tự nhiên, chứ không phải như lý nữa, không còn cái như lý đạo nữa. Cho nên ở đây hoàn toàn như bây giờ cái tâm chúng ta khởi cái ái kiến sử, nhớ cha mẹ mình, thương nhớ anh em mình. Thì bây giờ không biết như thế nào, tâm nó đừng lo lắng, nó đừng thương nhớ đó. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy đây là kiết sử, hãy đi đi. Chỗ này không phải là chỗ kiết sử trong luồng tâm nữa. Và do đó chúng ta chỉ cần tác ý như vậy, thì bây giờ thân tâm của chúng ta được an ổn. Nó sẽ đi lui được cái chướng ngại pháp đó. Rồi là chúng ta quét sạch, đẩy lui những cái chướng ngại pháp trên thân bò tâm pháp của chúng ta bằng pháp tác ý. Cho nên ở đây khi mà nói như lý tác ý thì chúng ta nên hiểu thêm cái nghĩa của tác ý. Cho nên khi mà chúng ta người mới tu thì chúng ta bị truyền cái chưa có dán sạch, cho nên lúc nào chúng ta cũng vẫn bị truyền cái che đậy, cho nên chúng ta như lý tác ý. Khi mà chúng ta đã tu tập thanh tịnh đến mức độ cao, nó không còn tự bị ám thị nữa, thì lúc bây giờ chúng ta còn cái pháp tác ý mà thôi, tác ý để mà dẹp ngay liền cái chướng ngại pháp. Vì tất vì tri kiến giải thoát của chúng ta hiện giờ có một niệm, có một đối tượng gì, thì ngay đó chúng ta đã nhận xét rất rõ ràng mà không cần phải tư duy nữa. Cho nên không cần phải ở trên đỉnh vô lậu mà quan sát tư duy, chỉ cần thấy cái niệm, biết niệm đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, biết đó là thất kiết sử, biết đó là cái nhân quả gì, ngay đó chúng ta biết liền, tức là tác ý để tư duy, chứ không còn mà như lý tác ý nữa. Cho nên ở đây thầy dạy phân biệt để rõ ràng cái pháp như lý tác ý là người mới tu, tức là cái phương pháp tự kỷ ám thị trong giai đoạn đầu, nghĩa là chúng ta tâm chúng ta chưa biết được cái tâm của chúng ta như thế nào, chưa cái tri kiến chúng ta chưa rõ như thế nào, sự tư duy chúng ta chưa có thấu triệt, cho nên chúng ta muốn cái tâm của chúng ta phải không tham sân si, phải được thanh thản, phải được an lạc, cho nên chúng ta thắc như cái lý đó mà chúng ta phải ý ra. Như bây giờ tâm chúng ta chưa được thanh thản an lạc vô sự, thì chúng ta thường nhắc tâm phải thanh thản an lạc vô sự đi,
đừng có nghĩ ngợi, đừng có lung tung, đừng có lo lắng, đừng có buồn rầu, đừng có đau khổ. Chúng ta nhắc nó như vậy đi, đó là như lý mà ta đi. Cho nên phải hiểu rõ được cái phương pháp như lý đó ý để mà sử dụng. Còn nếu mà chúng ta đã rõ, đã thông suốt được tất cả những cái lý của đạo rồi thì chúng ta chỉ còn tác ý chứ không có khó mà như lý tác ý nữa. À, như vậy thì quý vị, quý Phật tử đã hiểu cái pháp như lý tác ý lúc nào dùng và cái pháp như tác ý lúc nào dùng. Ở trong kinh thường dạy cái chữ như lý tác ý và cái pháp tác ý, không khéo chúng ta sẽ lầm lẫn là lúc tu pháp này lại tu pháp khác. Như vừa rồi buổi sáng của một cô vừa tác ý, đó là cái phương pháp ám thị chứ chưa phải như lý tác ý, chứ chưa phải là pháp tác ý. Thì luôn luôn nhớ cái câu, những cái câu mà ám thị đó, luôn luôn nhập tâm mình như vậy, thì đó là cái pháp như lý tác ý chứ không phải. Ngay trong khi mà cô bị đau, cô sử dụng này tác ý ra thì đuổi đó, đó là cô đã dùng phương pháp tác ý chứ không phải như lý tác ý. Cho nên ở đây hầu hết là tuy cô trình bày như vậy nhưng mà chúng ta không khéo, chúng ta không hiểu lúc nào mà lưu dư lý tác ý mà lúc nào là tác ý. Cho nên ở đây chúng ta phải nắm được vững cái phương pháp tu tập này rất là di diệu, nó rất là màu nhiệm. Nếu mà không nắm vững cái phương pháp này thì như chúng ta không thể nào mà vào định được. Tại sao vậy? Tại vì cái phương pháp mà tác ý này vào định được thì ở trong tướng như ý túc nó có bốn điều như ý túc của chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết nó thì chúng ta không thể nào mà có được bốn ý túc gọi là tướng ý túc. Ví dụ chẳng hạn nào như đầu tiên chúng ta dùng như lý tác ý thì chúng ta chưa có tướng ý túc đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta tác ý, chúng ta tác ý một cái gì thì cái đó nó được đẩy lui, nó không còn chướng ngại trên thân chúng ta, nó có cái năng lực màu nhiệm, nó làm cho cái chướng ngại trên thân của chúng ta được đẩy lui đi. Thì bắt đầu đó là chúng ta đã có dùng ý túc muốn cho không đau, là nó sẽ đẩy lui được cái không đau. Đó là chúng ta đã có bắt đầu có dùng ý túc. Cái đó là cái dụng ý túc, là cái lực của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ mà khi mà chúng ta tác ý mà có cái lực như vậy thì cái pháp như lý tác ý chúng ta không còn sử dụng nữa, mà chỉ cần còn có sử dụng dụng cái ý túc mà thôi. Cho nên khi mà tác ý ra đó là dụng ý túc. Cái muốn của mình, muốn cái đó nó không có làm cho mình đau khổ thì nó thực hiện ngay liền, nó làm cho chúng ta không đau khổ, thì đó là dụng ý túc, hay là cái phương pháp đó gọi là tác ý. Nó thì nhớ như vậy thì chúng ta biết đạo Phật dạy chúng ta có phương pháp để chúng ta làm chủ được sự đau khổ, đẩy lui những chướng ngại trên thân tâm của chúng ta một cách rõ ràng. Nếu chúng ta không nắm vững hai cái pháp như lý tác ý và tác ý thì chúng ta sẽ không làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta để chấm dứt như họ. Còn các tu sĩ, quý cô có còn được hỏi thêm gì không? Bây giờ có hiểu chưa? Hiểu chưa? Rõ ràng là cái pháp như lý tác ý và tác ý, ông hiểu chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử được cái duyên hôm nay là về đây là được hội kiến cùng thầy. Trong cái cuộc sống hàng ngày của con thì con cũng có những cái gì thắc mắc, con cũng muốn trình đây để kính mong là thầy chỉ dạy cho. Thì con cũng xin thưa là làm một Phật tử thì đương nhiên con cũng biết trong cái điều là năm điều giới cấm của nhà Phật. Nhưng mà vì cái cuộc sống của con hàng ngày là sống trong cái ngành nông nghiệp, trong cái trồng trọt đó, cho nên đó là khi cây hoa màu của con á, là có những cái loài côn trùng chích thuốc nó phá hoại, cũng như buổi sáng mà thầy đã nói á, thì đó là do cái ảnh hưởng cái môi trường hiện tại mà nó mới có ra được những cái loài côn trùng chích thuốc phá hoại đó. Nhưng mà vì cuộc sống cho nên nếu con á, mà không dùng những cái chất độc hóa học để diệt trừ đi những cái loài côn trùng chích thuốc đó thì công sức của gia đình con bỏ ra là sẽ không còn đem lại một cái gì hết cho cuộc sống. Vì vậy khi diệt trừ cái loài côn trùng chích thuốc đó thì đương nhiên con đã phạm cái tội sát sanh hại vật đó. Thì cái chữ từ ở trong cái tứ vô lượng tâm là con không có nữa, cho nên cũng mong thầy chỉ dạy cho con được thấu suốt. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thầy sẽ chỉ dạy cho, nói chung là cho các cư sĩ đang hành cái nghề nông nghiệp. Thực ra thì từ khi mà những cái nhà mà kinh doanh về thuốc rầy cũng như là kinh doanh về phân hóa học, họ chỉ nghĩ cái lợi của cá nhân họ sản xuất ra những cái loại phân tro và những thuốc rầy đó,
họ đưa đến nông dân của chúng ta là những người nông dân đâu có hiểu biết, chỉ thấy bón xuống một nắm phân nhỏ mà nó làm cho cây lúa xanh tốt, hoặc là cái cây hoa màu của chúng ta xanh tốt và bông trái ngay liền, thì chúng ta chỉ biết coi như là ăn liền mà thôi, làm có lợi liền, thấy có kết quả liền. Và ngay trên những con sâu rầy mà chúng ta chỉ cần xịt nó một cái là sâu rầy nó chết hết, và cây hoa màu của chúng ta để bảo vệ được mùa màng của chúng ta, thì chúng ta thấy có cái lợi tức thì chúng ta cứ ham mà làm thôi, chứ chúng ta không hiểu được cái hậu quả về sau. Cho nên cái hậu quả về sau thì thật sự ra thì các nhà khoa học họ cũng không phải họ là có cái tâm hoàn toàn là gọi là tốt, mà họ nghĩ họ đi học để mà họ hiểu biết, để họ nghiên cứu ra, họ phát minh ra cái này cái kia, là cũng là nghĩ đến cái danh, cũng nghĩ đến cái lợi của họ trong cấp thời, chứ không có nghĩ đến cái sâu xa của cái môi trường sống của nhân loại của mình ở trên hành tinh này. Cho nên trong cái khi mà sản xuất ra những cái điều kiện mà họ sản xuất ra thì hầu như là nó đưa đến cái sự tai hại rất lớn cho cái đời sống của con cháu chúng ta sau này, chứ không phải riêng chúng ta. Cũng như bây giờ chúng ta trở thành những người nông dân mà sống trong một cái giai đoạn này là cái ảnh hưởng của những người nông dân trước của chúng ta, ông cha của chúng ta là đã tiếp nhận cái khoa học tân tiến, mà những cái nhà khoa học đã không nghĩ về tương lai cho con cháu nó sẽ như thế nào, họ không nghĩ. Bởi vì họ nghĩ thì chắc chắn chúng ta hiện giờ rất là hạnh phúc. Khi mà họ sản xuất ra một cái điều kiện gì, họ nghĩ đến cái điều đó nó có sẽ tai hại về sau như thế nào, họ không nghĩ. Họ nghĩ sản xuất cái nó ra để đem lợi ngay trước mặt họ thôi. Bây giờ thầy đem ví dụ, người ta sản xuất ra những cái xe gắn máy chạy bằng cái chất dầu xăng để rồi phun ra một cái loại khói, cái loại khói đó rất độc, cái chất độc đó nó làm chúng ta hít thở mà sinh ra nhiều bệnh, ví dụ như bệnh ung thư chẳng hạn. Cái người mà sản xuất cái loại xe, họ không nghĩ cái sức khỏe của con người ở trên hành tinh, cái sự sống của con người trên hành tinh này, và cái loài vật nữa, cái loài vật nó cũng hít thở trong không khí này, nó bị nhiễm ô những cái chất thải ra chất độc đó. Thì do đó khi mà sản xuất cái xe thì họ phải sản xuất ra một cái máy để mà hoại diệt cái chất độc đó đi, thì chắc chắn là bảo vệ sức khỏe. Người ta chỉ biết sản xuất cái xe để mà chúng ta giao thông cho nó tiện lợi nhanh chóng, mà người ta không nghĩ đến cái tai hại của con người sẽ ảnh hưởng khi mà hít thở những cái chất độc đó. Đó là cái sai của nhà khoa học. Họ nghĩ một chiều mà họ không nghĩ cái tai hại gì sao. Cũng như sản xuất phân hóa học, cũng như sản xuất một cái loại thuốc xịt sâu rầy, họ chỉ nghĩ trước mắt của họ, không ngờ rằng cái chất độc họ phun ra thì nó sẽ sanh ra một cái loài côn trùng lại độc hơn, lại đề kháng lại cái chất độc đó. Cho nên vì vậy mà cứ tăng cái chất độc lên mãi, cuối cùng thì chúng ta đã tự diệt chúng ta. Cho nên đó là cái sai. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta phải đứng trên cái góc độ nào mà để chúng ta dừng, để mà chúng ta còn làm được cái nghề này. Thật sự ra nếu cái người nông, cái người mà làm nghề nông nghiệp mà không làm thì cả con người trên hành tinh này chúng ta sẽ chết đói. Nhưng mà làm cái nghề này là giết hại chúng sanh rất nhiều. Từ con vật không phá hoại chúng ta, xịt thuốc này cũng sẽ bị giết, chứ không phải là riêng cái sâu rầy không. Đó là cái như con nhái, như những cái loài có lợi ích cho chúng ta, nó vẫn bị cái chất độc đó nó cũng sẽ hoại diệt. Thậm chí như con người chúng ta mà nếu không khéo mà khẩu trang, không khéo mà giữ gìn, cái hơi độc đó nó cũng làm cho chúng ta cũng có thể là bị ngộ độc mà chết nữa. Tất cả những cái nguy hại này, cái nhà sản xuất ra họ nghĩ đến tiền, chứ họ không có nghĩ về sức khỏe của mọi người, họ không nghĩ về cái hậu quả gì ngày mai về sau, họ đâu có nhìn thấy cái điều này, mà chỉ nghĩ lấy được tiền mà thôi. À, cho nên vì vậy mà bây giờ đất đai của chúng ta, thời tiết chúng ta bị nhiễm ô rất nhiều. Nếu mà bây giờ chúng ta trồng cây lúa hoặc trồng cái khoai, cái đậu mà chúng ta không có những cái loại thuốc để mà nó ngừa nó, thì chắc chắn chúng ta không có. Người nông dân hiện giờ làm thật sự rất là khổ, mà cái thu lợi của họ rất là ít. Tại sao? Tại vì bao nhiêu cái vốn liếng của họ cũng bỏ ra để mua phân diêm cho thuốc này, để mà lấy lại bán cái thực phẩm của họ làm ra được, để mà bán lại được, thì coi như họ lấy công mà đổi cái sự sống. Thay vì bây giờ họ không có công ăn việc làm, cho nên họ phải làm để mà lấy công của họ, để cho họ sống hàng ngày. Với sự thật ra nông dân khó làm giàu. Cho nên vì vậy mà bây giờ chúng ta chỉ còn có cái nhắc nhở, chỉ còn có yêu cầu, chỉ còn đề nghị những cái nhà khoa học
phải nghiên cứu, phải nghĩ như thế nào để làm cho cái sức cái phun cái chất độc ra mà cái chất độc đó nó không có ảnh hưởng đến các loài động vật, nhưng nó giúp cho cái sức đề kháng của cái cây, của cái loại cây trồng của chúng ta đề kháng chống lại cái loại côn trùng, cái loại sâu rầy. Chứ còn mà trực tiếp mà diệt loại sâu rầy ở trên cái loại sâu rầy mà trên cái thân cái cây của chúng ta thì chắc chắn là nó không tốt đâu. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ thì đây là một cái đề nghị mà thôi, còn riêng cái phần các nhà khoa học thì họ đã làm được cái chất độc đó thì họ phải chế được cái chất gọi là cái loại mà kháng sinh chống lại bằng cái cây nó ăn cái chất đó lên rồi nó có cái sức chống lại thì nó ít độc hơn. Nhưng mà cái chất mà để cho cái cây mà nó có cái sự chống lại thì coi chừng nó lại là một chất độc nữa thì nó lại nguy hiểm hơn. Tất cả những này là do những cái nhà chuyên môn, riêng thầy thì không biết cái điều này. Nhưng bây giờ đứng trước cái vị trí của cái điều này thì thầy chỉ là một cái nhà tu sĩ, một cái nhà tu sĩ của đạo Phật, thì thầy phải lấy công tâm của mình mà đứng nhìn lên cái nhân quả. Dù là chúng ta có giết hại chúng sanh cũng đều là do cái nhân quả mà thôi. Cũng như bây giờ chúng con người mà nó đạo đức nó xuống cấp như thế này, nó xuống dốc như thế này, người ta dám vì một đồng hay vì 100 đồng hay vì 1 triệu đồng mà người ta có thể dám giết người, hoặc là người ta có thể làm những điều rất tàn ác vì cái lợi nhỏ nào đó, thì chúng ta phải biết rằng đây là cái nhân quả. Chúng ta phải nhìn đó là cái nhân quả. Cho nên khi mà cái người đã nhìn được nhân quả thì mới an ổn, mà không nhìn được nhân quả thì không an ổn. Bây giờ theo mà cư sĩ đã hỏi thầy, vì cái nghề nghiệp sống của mình là nông dân thì mình nhìn cái nhân quả, nghĩa là tôi có thầy đem một cái ví dụ để mà cho thấy. Bây giờ cái nhà của thầy là làm bằng tầm dâm, trúc bằng tre, phải không? Nhưng mà nếu mà thầy không bảo vệ thì cái lồi lại mối nó sẽ vào để nó ăn sập cái nhà của thầy trong vòng một mùa mưa mà thôi, không thể kéo dài lâu được nữa. Cho nên cái người mà chẳng hạn bây giờ cái con vật mà ở ngoài kia nó vô trong nhà của thầy thì thầy có bổn phận phải bảo vệ cái nhà của thầy thì thầy không tội đâu mấy con. Nhìn mà có đôi mắt nhân quả mà kẻ trộm cướp kẻ nó có tội chứ, phải không? Con vật nó vô đây để nó ăn cái nhà của thầy tức là nó có tội chứ không phải là thầy có tội đâu. Bây giờ bảo vệ cái nhà của thầy để thầy ở thì tức là thầy phải diệt chúng, phải không? Đó là thầy không tội, đứng trên cái đạo đức, đứng trên cái nhân quả, cái đạo đức thì cái người ăn cướp thì phải cái tội thôi. Cũng như bây giờ thầy đặt thành vấn đề như nước Việt Nam chúng ta này bị một cái nước khác đem quân vào xâm chiếm thì người dân Việt Nam chúng ta nói tôi theo Phật thôi, tôi không giết họ đâu, thôi bây giờ họ làm gì làm, họ bắt tôi bỏ tù cách gì tôi cũng chịu. Vậy như vậy là rõ ràng là mình là không phải là người tu sĩ đạo Phật đâu, đó là tiêu cực và yểm thế, không phải là tu sĩ đạo Phật. Cho nên trong lịch sử của Phật giáo chúng ta đã có từng nghe rõ ràng là trong cái thời của vua Luân Võ Đế bên Trung Hoa, ông chỉ tin vào Phật mà thôi, cho nên khi mà giặc Hầu Nhân Bảo đến dây thành mà đánh thì ông nghĩ rằng mình chỉ tụng kinh thôi để cầu an thôi thì chắc chắn là chư Bồ Tát chư Phật sẽ đuổi giặc ra khỏi đất nước của mình chứ gì. Cho nên các quan và vua đều là khó mỏ tụng kinh hó ré, cuối cùng thì giặc phá thành và đợt vào cướp thành và giết vua quan đều chết sạch. Đó là cái hình ảnh không đúng cách của đạo Phật, bởi vì theo đạo Phật phải nhìn nó là nhân quả. Bây giờ cái môi trường đã do ông cha của chúng ta để lại một cái môi trường có ô nhiễm sinh ra những cái loài côn trùng quả độc. Cách đây chừng 70-80 năm khi mà thầy sinh ra thì cái môi trường ở trong cái môi trường sống này người ta không có dùng thuốc rầy, mà người ta các cư sĩ biết rằng khi mà ruộng lúa cấy mà bị cái con bù lạch, tức là cái con sâu mà nó cuốn cái lá lúa lại nó ăn, nó làm cho cái bụi lúa nó rụi xuống hết. Người ta đâu có thuốc rầy đâu, người ta đâu có biết cái thuốc rầy làm sao mà xịt nó đâu. Cho nên người ta chỉ bẻ cái cây hôi theo rừng, là người ta bẻ, người ta cắm cho nó hôi mà nó tự đi. Rồi người ta khai nước cho nó cạn xuống, không có để cho đầy nữa, thì cây lúa người ta bắt đầu nó phát triển ra được, mà cái loài sâu đó nó cũng mất đi, nó không có gì hết. Cho nên cái hột lúa của người ta nó làm nó rất là không có chất độc. Do đó thì trong cái tuổi của thầy, thầy biết rõ ràng ông thân của thầy cũng là một nông gia, cũng là một nông dân, ông cũng làm ruộng, rồi cái kích thước bị sâu rầy như vậy thì ông lại dùng như vậy thôi, chứ ông không có biết xịt thuốc gì hết. Còn ông rải phân mà để mà bón cho lúa đó thì ông không có dùng mà cái phân hóa học như diêm hay là ure như chúng ta hiện giờ,
mà ông lại dùng cái phân bò, phân trâu để cho quay, rồi dựng cái lá cây đốt, nhất là cái lá dừa, họ đốt, họ chùm, lấy cái tro đó họ dải xuống ruộng. Thì cái ruộng đó, thầy thấy càng năm càng dài, cái ruộng lúa nó càng màu mỡ. Sau này thì thấy các anh, các chị em của thầy ở quê đây, họ cứ rải cái văn hóa học, cái đất nó càng tội, nó không còn màu mỡ như ngày xưa, nó thua lúc mà ông thân của thầy đã làm ruộng rẫy. Do đó mà nhìn qua cái vấn đề nó thực tế như vậy, cho nên vì vậy mà thầy biết nó rõ ràng cụ thể. Cho nên ở đây phần nhiều là chúng ta đứng ở trên góc độ nhân quả, mà chúng ta biết rằng loài côn trùng sinh ra chúng ta có quyền bảo vệ mùa màng chúng ta. Nếu chúng ta sợ hãi mà chúng ta, tôi chấp nhận tội lỗi, nhưng vì những cái vật này tôi không đi lợi hang con kiến kia hoặc là cái nơi của con rầy kia mà chúng tôi diệt nó, thì tôi có tội. Mà chúng nó đến đây xâm chiếm về hoa màu của tôi, công lao của tôi làm lên mà chúng xâm chiếm, điều kiện là tôi hoàn toàn tôi tìm cách tôi diệt. Nhưng mà chúng ta không khéo, chúng ta diệt nó bằng cách nào để không khéo ảnh hưởng đến sự đau khổ của chúng ta kế tiếp. Đó là chúng ta phải diệt cái loài côn trùng để bảo vệ mùa màng. Thì cư sĩ không nên vì cái lý do đó mà cư sĩ lại nói rằng chúng tôi mang tội sanh sống. Bởi vì đúng là chúng ta phải tu tập tâm từ bi, với chúng ta phải thương xót sự sống của muôn loài. Nhưng một cái người tu sĩ của chúng ta đó, một cái người tu sĩ thôi, chắc gì họ đã có tâm từ bi thương xót muôn loài đâu. Đó là cái đức hạnh thánh chứ không phải là đức hạnh tầm thường đâu. Bởi vì cho nên đạo Phật là như thế nào? Đạo Phật tất cả những nghề nghiệp đều buông xuống không làm vì cái sa môn hạnh của người tu sĩ. Cho nên người tu sĩ chỉ còn mang người bát đi năng mà thôi. Đó là cái hạnh sa môn. Cho nên không có được làm nghề này, cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an này, không có này. Trong cái kinh sa môn quả, tức là sa môn hạnh của, tức là hạnh sa môn đó, thì trong kinh đó dạy chúng ta không được coi ngày giờ tốn xấu, xem sao đoán vật mà. Tất cả mọi nghề nghiệp không có được làm nghề gì, không được trồng cây trồng trái, không được trồng lúa trồng khoai trồng gì, tất cả mọi nghề nghiệp đều là cái hạnh sa môn, không có được làm. Người sa môn thì không nên được làm những nghề nghiệp như vậy. Cho nên đối với tu sĩ chưa chắc đã tròn, huống hồ là tu sĩ của các con bây giờ. Cho nên giới, cái giới mà năm giới mà giới không sát sanh, tức là đạo đức hiếu sinh, nó là cái đạo đức thánh hạnh của một bậc tu sĩ, của thánh tăng thánh ni, không thể phàm phu mà có thể làm được. Cho nên ở đây chúng ta làm với một cái nhìn, với cái hiểu biết bằng cái đạo đức nhân quả của nó, bằng cái đạo đức anh xâm chiếm thì tôi có quyền diệt anh để tôi bảo vệ sự sống của tôi bảo vệ diện mùa màng của tôi. Thì con trùng, cái loài sâu rầy, chúng tôi xem nó như là một cái, như là một cái người bạn. Nếu mà anh không phá thì tôi có thể chia cho anh một phần nào trong cái sự hoa màu của tôi có thể tôi giúp cho anh một phần nào để anh sống, rồi anh đi tìm chỗ khác. Chứ mà nếu anh phá của tôi thì tôi chắc chắn là tôi phải diệt anh. Thì trước khi mà con sử dụng cái đám đất ruộng của con mà con muốn bảo vệ cái đám ruộng lúa cho con màu mỡ mà không bị sâu rầy phá, con sẽ cứu quyền cái đám lúa này. Nếu mà tất cả sâu rầy mà đến đây mà xâm chiếm thì tôi có quyền diệt, mà tôi không có quyền tội vì anh xâm chiếm hoa màu của tôi, công lao của tôi trồng đấy, tôi phải bảo vệ nó. Mà nếu anh không xâm chiếm, tôi sẽ dành anh bao nhiêu lúa, thí dụ như một thúng lúa hoặc là một tô lúa, tôi sẽ dành cho anh cái phần đó để cho anh ăn. Tôi sẽ bỏ ra, tôi bố thí cho anh, tôi làm cái điều này, nhưng mà anh phá tôi cũng diệt anh. Đó thì trong cái vấn đề đó, con phải có cái tâm thẳng thắn và quyết định. Nếu mà nó phá thì con tìm mọi cách, con sẽ diệt bằng mọi cách, con có thể dùng thuốc rầy hoặc tất cả mọi. Nhưng con nên nhớ rằng trong khi mà diệt lại rầy hay hoặc sâu thì phải tránh đi những cái loài vật mà nó đang vô tình mà nó đang ở dưới cái gốc lúa của các con, như là loài cá hoặc là loài ếch nhái. Chúng ta thấy nơi nào mà nó nhiều thì chúng ta tìm mọi cách khai cho nó cạn hết đi, cho nó đi hết đi, rồi chúng ta mới dùng thuốc rầy. Hãy cố gắng cẩn thận. Cho nên vì vậy mà thầy nói như cái nhà của thầy như thế này, mà nếu mà thầy không cẩn thận thì mối nó sẽ ăn sạch. Cho nên thường thường là mùa mưa mối nó hay phát triển lên. Cho nên do đó muốn bảo vệ cái nhà của mình mà mình khỏi tránh khỏi sát sanh thì mình dùng cái loại phấn, cái loại mình vẽ nó đi, thì cái con kiến, con mối nó không dám xâm chiếm vào cái nơi nhà mình ở. Thì tức là ngừa bệnh hơn trị bệnh, đừng để tới nó ăn cái cột nhà mình rồi mình mới đập mới lòng giết nó thì cũng rất tội. Nhưng cái
vì bảo vệ sự sống của chúng ta, vì bảo vệ cái nhà của chúng ta, để chúng ta có mà ở, có sống thì chúng ta phải diệt. Nhưng chúng ta phải lấy công tâm rằng tôi không, dù là bây giờ cái định luật nào mà bắt đầu tôi cũng không chấp nhận được. Bởi vì nó đến nó xâm chiếm tôi, đang cướp nhà tôi thì tôi có quyền giết nó. Tôi không có ra cái gò mối kia mà tôi đào cái gò mối đâu mà bắt tội tôi. Nhà của nó ở mà nó đến xâm chiếm nhà tôi thì không được. Đó là cái công lý công bằng, luật nhân quả nó cũng chấp nhận trên cái vấn đề đó, chứ không phải là được cái gì chúng ta cũng bắt tội chúng ta được, phải đâu. Đó là cái công lý. Cho nên ở đây đạo Phật công lý của chúng ta là gì? Là trí tuệ, cái đúng cái sai. Bởi vì ai cũng có trí tuệ, đạo Phật là đạo trí mà. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải lấy cái trí tuệ chúng ta phán xét. Anh có quyền xâm chiếm thì tôi có quyền diệt anh. Tôi bảo vệ đất nước quê hương tôi cầm súng tôi bắn anh, chứ không phải là tôi giáp súng tôi đến tôi xâm chiếm đất nước anh. Tôi xâm chiếm đất nước anh tôi có tội, tôi giết anh tôi có tội. Nhưng mà anh cầm súng anh đến nước tôi, anh bắt dân tôi làm nô lệ cho anh, thì tức là tôi có quyền đứng dậy tôi bảo vệ đất nước tôi, thì tôi có giết anh chết tôi không tội. Đó là cái quyền bình đẳng của nhân quả. Cho nên ở đây trong cái vấn đề mà nói về thời tiết thì chúng ta thấy những cái hậu quả của những cái người làm để mà gây ra hậu quả cho đến giờ mà chúng ta phải vất vả phải khổ sở, do con người chúng ta thiếu cái tâm thương yêu cái sự sống của người khác. Cho nên vì vậy mà chúng ta chỉ nghĩ đến cá nhân của mình, nghĩ đến cái danh cái lợi của mình, để rồi mình đưa ra những cái đó để cho mình hốt cái lợi mà tai hại biết bao nhiêu thế hệ sau bị tai hại. Thì hiện giờ thì chúng ta cũng không nên trách, vì những nhà khoa học họ chỉ nghĩ cái lợi và cái tiện lợi cho con người mà thôi. Thầy xin nhắc lại, thầy đọc lại một cái câu chuyện của một nhà khoa học. Họ nghĩ rằng họ sẽ chế ra một cái chiếc máy bay để mà chinh phục không gian thôi, để đưa con người đi ở trên không gian như một con chim bay thôi. Thế mà khi mà họ đã sáng chế ra chiếc máy bay thì người ta lợi dụng chiếc máy bay đó, người ta mang bom, người ta đi bỏ để giết con người. Thì ngay cái nhà khoa học đó họ đau khổ, họ rất đau khổ. Và cuối cùng họ tự tử bằng cách là họ lấy cái sợi dây này trong người họ thắt cổ mình. Họ không thể nào nhìn thấy cái chuyện mà phát minh của họ, để rồi người ta dùng cái phát minh đó mà người ta diệt. Cho nên có những nhà khoa học, thầy thấy khi mà đọc đến những cái điều này thầy thấy rất là cảm động. Người ta đâu phải người ta sáng chế ra để mà người ta giết người, người ta sáng chế ra những cái điều kiện để mà phục vụ cho con người, nhưng cuối cùng con người vì tham vọng mà người ta sử dụng cái khoa học đó mà người ta diệt. Còn bây giờ vấn đề nông nghiệp, người ta sử dụng trong cái vấn đề mà xịt thuốc rầy ha, hoặc là phân hóa học, điều đó là một cái điều rất là, họ không phải như những nhà khoa học có cái tình người, cái tình nhân loại. Vì vậy mà họ vô tình, mà rất là vô tình, họ sáng chế ra, họ chỉ nghĩ à, tạo ra những cái loại thuốc đó là bây giờ họ thu lợi, họ làm giàu ở trên cái mồ hôi nước mắt, ở trên cái sự đau khổ kế tiếp của bao nhiêu thế hệ, chứ không phải là một thế hệ. Cho nên hôm nay thì khuyên con là một cư sĩ, con hãy nhìn nhân quả để cho tâm con an ổn. Con không bao giờ ra cái ổ kiến con phá, mà cái ổ kiến đến đây phá những mặt hoa màu của con có quyền diệt nó, con sợ. Dù là chư Phật, dù là người nào mà cầm cân công lý mà đến đây phạt tội con, thầy chịu tội cho. Thầy bảo đảm với con là thầy sẽ tiền tội thế cho con. Khi mà con diệt cái loài vật đó đến xâm chiếm nhà con, đến xâm chiếm những hoa màu con mà con gọi là có tội, thầy chịu tội thế con. Đó là cái công bằng công lý của nhân quả, thầy không sợ tội này đâu. Thầy là thầy, tha là thầy chịu khổ mà để cho các con đều hoàn toàn an ổn trên cái vấn đề mà sản xuất hoa màu để bảo vệ sự sống cho nhau trên hành tinh này. Thầy hoàn toàn thầy chấp nhận, thầy chịu thọ tất cả những lỗi khổ và con phải giết chúng sanh. Thì thầy nghĩ rằng thầy thà một mình thầy chịu khổ mà để cho các con sản xuất ra tất cả những loài, thầy có thể đọa vạn kiếp làm côn trùng, làm loài vật, làm sâu bọ, đời đời kiếp kiếp nào thầy cũng chịu hết. Thầy bao giờ thầy sợ cái vấn đề này. Nhưng làm sao cho loài người có đủ thực phẩm, yên lành sống thì điều đó là điều hạnh phúc. Dù thầy làm con sâu, con rầy, thầy cũng hạnh phúc. Thầy cũng hạnh phúc nhất của cuộc đời của thầy. Nghĩa là đối với thầy, thì thầy nghĩ như vậy cho nên con an ổn, con đừng có sợ. Nhưng mà có cái điều thầy nhắc nhở, con đừng có đến khang kiến ở ngoài kia mà con diệt nó. Chừng nào nó vô nhà con, chừng nào nó trèo lên đồ ăn con, nó cướp phá, nó làm cho cái thực phẩm của con bị hư hại, thì con có quyền diệt nó mà con có tội. Đó là cái luật của công bằng công lý của nhân quả mà đạo Phật đã dạy chúng ta phải lấy trí tuệ mà làm công tâm của chúng ta đi vào con đường của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo trí, cho nên khi mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta biết được hành động đó làm sát sanh mà không tội lỗi. Tại vì người mà bị chúng ta giết là cái người đó tội lỗi hẳn hoài hoàn toàn rồi, cho nên chúng ta giết những người đó là phải. Đó thì tôi muốn nói như vậy để cho các con biết rằng
đạo Phật rất công bằng, và công bằng ở trong nhân quả chứ không phải không công bằng trong nhân quả. Đó là điều kiện mà người nông dân chúng ta hiện giờ đang cầm cái bình xúc trước này, đang cầm cái cài mà cài ruộng, đang cấy những cây hoa màu, đang trồng những cây hoa màu, thì chúng ta có sự tư duy chín chắn của nhân quả để rồi chúng ta an ổn mà sản xuất những cái hoa màu, vừa giúp cho mình sống vừa giúp cho mọi người sống. Nếu không có nông dân thì đời sống toàn là công nhân không, thì đời sống chúng ta không có thực phẩm để mà sống. Cho nên chúng ta an ổn mà sản xuất. Lần lượt thì sẽ có những cái nhà có những cái lòng yêu sự sống, người ta sẽ kêu gọi các nhà khoa học hợp tác lại để chỉnh đốn lại những cái việc làm sai của các nhà khoa học, để chỉnh đốn lại, đem lại cái đời sống cho con cháu của chúng ta sau này có cái đời sống an lành hơn, không thể để cho con cháu chúng ta sau này khổ sở hơn. Đây là cái mục đích của chúng ta, con người của chúng ta. Chúng ta là anh, là bác, là cô, là cậu, là ông, là bà, mà con cháu chúng ta từ đây về sau biết bao nhiêu là con cháu chúng ta sẽ sinh ra. Do đó chúng ta phải lần lượt phải tìm mọi cách để bảo vệ con cháu chúng ta trên cái hành trình sống này, không bao giờ mà để cho nó khổ đau như chúng ta hiện giờ đang khổ đau. Đó là cách thức của chúng ta hiện giờ. Cho nên ở đây thầy kêu gọi các Phật tử, các con hãy thấy cái nhiệm vụ và trọng trách của người hiện đang sống, của chúng ta đang sống, là chúng ta nghĩ tương lai cho con cháu chúng ta chứ không phải nghĩ cho chúng ta bây giờ đâu. Cho nên những cái việc làm chúng ta đều là việc làm bằng trí tuệ, bằng sự sáng suốt của chúng ta xác định cái gì đúng, cái gì sai, cái gì ác, cái gì thiện, chứ không khéo mà chúng ta đứng ở trong cái giới nó chung chung, rồi chúng ta thấy lúc nào chúng ta cũng ngại ngùng, chúng ta không biết làm sao. Như vậy đạo Phật làm sao đạo sống đây? Toàn bộ nếu mà đi tu hết như thế này rồi người ta lấy cái gì người ta sống đây? Cho nên hoàn toàn chúng ta phải đặt từng câu hỏi. Nếu mà thầy nói cả thế gian đều là đi xin ăn thì có ai mà có cho chúng ta ăn? Cho nên chúng ta phải đặt thành vấn đề trọng đại để rồi chúng ta sẽ quan sát kỹ như thế này. Nếu mà sự thật bây giờ đặt thành vấn đề cả cái hành tinh này mọi người đều đi theo đạo Phật, mà người nào cũng trở thành một tu sĩ hết, nghĩa là đi xin ăn hết, không còn ai mà lo sản xuất, không ai làm gì hết, không hoàn toàn không làm gì, thì chừng đó các con sẽ biết như thế nào. Nếu mà quả chăng tất cả những con người mà trên hành tinh này mà theo đạo Phật chỉ còn ba y một bát, thì các bậc A-la-hán người ta làm thực phẩm cho mấy con ăn, mấy con khỏi lo. Bởi vì cái năng lực của cái bậc A-la-hán người ta đủ sức để mà người ta lấy những cái chất bổ ở trong không gian này, người ta làm ra thực phẩm cho mấy con ăn, khỏi cần mấy con phải trồng. Các con hiểu điều đó. Cho nên các con nhiều khi các con có sự tư duy suy nghĩ, nếu cả thế gian này đi tu hết lấy cái gì sống, lấy cái gì đi sinh, ai cho? Cộng đồng các con, nếu mà thật sự có những bậc A-la-hán mà xuất hiện ra đời, mà tất cả con người trên hành tinh này đều đi tu hết, thì chừng đó các con sẽ biết. Có nhiều người hỏi như thế này, đi tu hết rồi làm sao mà có sanh sản ra con người nữa được? Đó là cái đầu tiên để trả lời cho mấy con. Người ta sẽ quá sanh. Ở trên hành tinh này sẽ có một cái loài người quá sanh là loài người rất toàn thiện. Các con hiểu điều đó, chứ không bao giờ mà dám bóng con người được. Và đồng thời thì người ta sẽ sản xuất ra những thực phẩm mà bằng cách là người ta trực tiếp người ta lấy thực phẩm trong không gian này để mà sống, chứ không phải là lấy thực phẩm qua một cái cây cỏ hoặc qua cái loài động vật để mà chúng ta mới có thực phẩm ăn như ngày hôm nay. Đó là tất cả những cái năng lực, cái quyền lực của cái người tu sĩ của đạo Phật, người ta có đủ cái năng lực người ta làm điều đó. Cho nên thí dụ như người ta ngồi nhập định một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, người ta không ăn uống mà người ta không chết, thì đủ biết người ta đã hấp thụ được những gì, chứ đâu phải mà đơn giản như mà chúng ta nghĩ. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng có đặt cái câu hỏi lẩn quẩn. Cho nên ở đây tất cả những cái mà con vật, từ những cái loài côn trùng, sâu, bọ, rầy, đều là do nhân quả của nó thể hiện ra trong cái giai đoạn này. Tại vì con người ác quá tạo thành những cái chất độc, nó phải xuất hiện trong cái môi trường độc, nó phải xuất hiện những cái loài độc để rồi nó phá hoại mùa màng. Từ đó cái độc, cái ác thì tức là nó phải có những cái diệt của cái ác đó. Nhưng mà chúng ta nhìn trên cái ác của chúng ta làm đúng để mà chúng ta diệt đúng, chúng ta không sợ đâu. Cho nên những cái gì mà tội lỗi thì thầy chấp nhận tất cả những tội lỗi cho mấy con yên tâm mà có lo sản xuất. Trong khi các con đừng có sách thuốc rầy mà đi đến mà giết cái loài kiến ở đâu ngoài nhà của các con thì tội lỗi. Nó cũng là một cái sự sống như chúng ta nên được giết nó. Nó thì hôm nay về cái phần mà các nông dân các con yên tâm, nhưng mà đừng có làm trái với lương tâm của chúng ta. Nghĩa là khi nào nó xâm chiếm mùa màng, xâm chiếm nhà cửa, thì các con có quyền bảo vệ nhà cửa, bảo vệ mùa màng, bảo vệ đất nước quê hương của các con, không có được ai xâm chiếm đất nước, để cho những cái thế hệ con cháu của chúng ta sau này được an ổn.
đó là cái điều kiện của chúng ta hôm nay để hiểu biết bằng cái trí tuệ của một cái người của một cái người tu sĩ của đạo Phật hoàn toàn sống, chúng ta sống trong trí tuệ, không gì cái giới luật kẹt trong cái chấp giới nào hết, hoàn toàn chúng ta có cái lý luận rõ ràng về cụ thể, chúng ta không có tàn ác, chúng ta luôn luôn thực hiện được cái tâm từ của chúng ta. Nhưng người ta không từ với mình thì mình phải dạy họ bằng những cái điều kiện để cho họ biết rằng họ là thứ từ bi của họ. Đó là cách thức của trí tuệ của người tu sĩ đó. Cho nên không dạy gì như luôn giới đế để bị giặc giết. Chúng ta không có dạy gì vậy mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có thể bảo vệ quê hương đất nước của chúng ta, không bao giờ để giặc. Người tu sĩ không giáo là như vậy. Chúng ta không phải bảo vệ cho chúng ta hiện giờ mà bảo vệ cho con cháu chúng ta sau này nữa. Đó là người tu sĩ của đạo. Chúng ta phải có cái hướng rất rõ ràng và cụ thể. Cho nên hôm nay chúng ta để lại cái đạo đức cho con cháu chúng ta ngày mai, chúc con cháu chúng ta sẽ hạnh phúc. Do đó con cháu chúng ta sẽ biết cách thức nó sẽ sống như thế nào, nó để lại cho con cháu nó ngày mai, ngày tới nữa như thế nào, tương lai tất cả những con người trên hành tinh này như thế nào, thì chắc chắn là các con sẽ thấy là cái đường của đạo Phật là cái đường rất chính xác và được. Bây giờ các con còn hỏi tiếp gì nữa không? Con hỏi đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con kính mong được thầy chỉ dạy và giải thích rạch ròi hơn nữa hai vấn đề sau đây. Cái thứ nhất là khi mai thầy có giảng về vấn đề thế giới siêu hình là không có thật, chỉ có trong là chỉ là thế giới ảo. Như vậy có nghĩa là thiên đường và địa ngục là không có thật. Nếu phủ nhận thiên đường và địa ngục thì còn đâu là cái giá trị của sự thiện ác và đâu là cái quả vị của sự thiện ác. Cái thứ hai là trong thế giới quan Phật giáo có đề cập đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy theo thầy thì thế giới đó là một thực thể hay cũng chỉ là thế giới ảo? Là Mô A Di Đà Phật. Thầy sẽ trả lời câu hỏi. Ở đây nói về địa ngục hay nói về thiên đàng thì thật sự Đức Phật cũng đã xác định được cái địa ngục và thiên đàng rất rõ ràng như buổi sáng thầy đã nói. Chúng ta ngồi đây mà hiện giờ thân chúng ta không có đau nhất, không có đau, tâm chúng ta không có phiền não đau khổ, thì tâm chúng ta thanh thản an lạc, đó là thiên đàng. Vì nó không tham, không sân si, không ham muốn gì hết, toàn bộ nó thanh thản an lạc vô sự, thì đó là thiên đàng, đó là thật thiện. Đó là cái sự xác định của đạo Phật rất rõ ràng. Nhưng mà khi mà trong thân của chúng ta có đau nhất, có đau khổ, tâm chúng ta phiền não, đau khổ, thì đó là địa ngục. Nó xác định rất rõ ràng. Cho nên nó không có cái cảnh giới địa ngục. Ở dưới lòng đất này có một cái nơi gọi là địa ngục, hay hoặc là nơi không gian ở chỗ nào đó nó có cảnh giới là thiên đàng. Cho nên ở đây hoàn toàn là nó cái trạng thái đau khổ hay không đau khổ là thiên đàng hay địa ngục, là nơi ở nơi thân của tâm của chúng ta mà thôi. Cho nên đây là cái sự thật, nó cụ thể rõ ràng, không có mơ hồ, không có trừu tượng. Cho nên nếu mà chúng ta xây dựng một cái mơ hồ trừu tượng thì chúng ta thấy như là ở dưới lòng đất chúng ta có cảnh giới địa ngục. Xuống đó, khi một người chết, linh hồn xuống đó là người ta mới hành hạ. Người ta mới hành hạ, nghĩa là người ta mới bắt hành hạ cái linh hồn đó, phải là đánh đập hoặc là phải cực hình như thế này thế khác, cũng như là những cái cực hình mà trên thế gian chúng ta đã thấy trong cái thời chiến tranh mà có nhiều cực hình mà để người ta khai thác, để mà người ta tìm ra cái manh mối của cái tổ chức nào đó chống lại cái chế độ nào đó, tìm ra họ bắt cái người đó phải đánh đập cho đau cho đớn, làm cho người đó phải khai ra hết, thì đó là cái sự hành hạ như vậy gọi là địa ngục, thì hoàn toàn không có cảnh giới đó đâu. Mà chính cái cảnh giới mà thuộc về đạo luật của nhân quả, anh đã thường làm khổ người ta, anh đánh người ta đau, anh làm người ta chết, thì những cái hành động mà anh làm như vậy đó thì cái quả của anh phải thọ lấy những cái đau khổ đó. Mà cũng ví dụ như bây giờ mình không làm như vậy thì mình không đánh ai thì chắc chắn cũng không ai đánh mình đâu. Nhưng mà vì mình đã tạo cái nhân quả ở trong cái kiếp nào đó không biết, nhưng mà hôm nay mình gặp cái thằng hung dữ này, nó đi sân xa lợi mà nó muốn đánh mình liền. Khi đó, khi mà cái nhân quả đó, khi mà cái hiện cái sự việc nó xảy ra, thường thường á, mình đi mình
sơn sát chút xíu mình đụng người ta cái nó dai lại nó mới đánh mình liền.